Rồi, hello mọi người, trên tay mình đang là một combo nha, Sony Alpha ZV-E12 kết hợp màn hình Philco F5X nha. Cái mẫu này mình bán cực kỳ chạy luôn. Giá mềm 2990, 1600 nit luôn, độ sáng rất là cao. 4K bmz, cảm ứng luôn, chỉnh thông số đồ đầy đủ hết luôn. Nhỏ gọn nhẹ, 200 mấy chục gram. Thì mình đang cấp nguồn từ pin Vmount. Thì bạn muốn dùng nó, bạn phải cấp nguồn từ pin 970 hoặc là pin Vmount. Đó, hoặc là cổng Type-C 5V NA là được nha. Một setup nó khá là gọn, ok. Đây, ZV-E12, nếu bạn nào đang tìm một cái monitor cho Sony ZV-E12 để nghiên cứu mẫu này nha. Giá mềm, ngon, màn hình sáng, chung không gì phải chê con này hết á. Quá quá hợp lý luôn, một mức đầu tư ban đầu. Cực kỳ gọn nhẹ luôn. Còn gắn thì mình dùng 3 gig RAM. Thì mình recommend luôn bạn mua 3 gig RAM, nó rất là tiện. Nhiều khi bạn dùng cho đèn LED, để cho monitor, rồi gắn GoPro, rồi rất là nhiều thứ luôn. Điều chỉnh xoay 360 rồi rất tiện, rất là nhiều. Đó, thực sự nó không có quá to đâu, phù hợp, cân đối. Rất là gọn. Đây. Nhẹ nữa, ZV-E12 nhé. Rất là nhẹ. Đi với mấy cái Land Rover nữa này cực kỳ nhẹ luôn. Đây là mình test demo thôi, gắn 2470 thôi. Đó, một setup nha, chia sẻ mọi người. Đó, các bạn cần cứ nhắn mình luôn, Facebook F5 rồi nha. Giá cực kỳ tốt luôn.